Thông tin cập nhật từ Sở Y tế, ngày hôm nay số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao, trong đó nhiều ca trong cộng đồng ghi nhận tại các địa phương điểm nóng. Hôm nay, Quảng Ninh ghi nhận số ca mắc kỷ lục 399 ca mắc Covid-19. Số ca tại cộng đồng vẫn tiếp tục ghi nhận cao tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều. Hạ Long ghi nhận số ca mắc cao nhất trong ngày với 125 ca. Đáng chú ý là 11 công nhân công ty Than Hòn Gai 5 công nhân công trường xây dựng Doji, 4 ca là người bán hàng tại chợ Hạ Long 1, 2 học sinh trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản và nhiều ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Cẩm phả ghi nhận 79 ca, chủ yếu là đối tượng công nhân và học sinh. Uông Bí 60 ca, Đông Triều 50 ca, Quảng Yên 37 ca, ghi nhận nhiều ca mắc chủ yếu là công nhân khu công nghiệp Vi Ship Hải Phòng và một số học sinh tại một số trường học trên địa bàn. Ngoài ra, Vân Đồn ghi nhận thêm 21 ca, Móng Cái 14 ca, Ba Trẻ 6 ca, Tiên Yên 4 ca, Đầm Hà 3 ca. Tính từ ngày 11 tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 9.354 ca. Tính đến ngày hôm nay, Quảng Ninh vẫn có 3 địa phương vùng cam là Quảng Yên, Uông Bí và Cẩm Phả, hai địa phương vùng vàng là Đông Triều và Vân Đồn. Đối với cấp độ dịch ở cấp xã, Đông Triều có 12 xã phường vùng vàng, 6 xã phường vùng cam, Ung Bí có 2 phường vùng vàng, 7 xã phường vùng cam, Quảng Yên có 3 phường vùng vàng, 15 xã phường vùng cam, Hạ Long có 9 xã phường vùng vàng, Cẩm Phả có 4 xã phường vùng vàng, 10 phường vùng cam, Vân Đồn có 2 xã phường vùng vàng, 4 xã thị trấn vùng cam, Tiên Yên có 3 xã vùng vàng, Móng Cái có 1 phường vùng vàng, 1 xã vùng cam.